application mà bằng net có thì bạn click vào đây nha em. Create new project rồi chọn tới cái nhóm web ở đây. Xong rồi mấy bạn sẽ chọn là Net có web application, chọn ở đây. Rồi sau bấm Net. Rồi chọn cái chỗ để lưu hắn. Thì anh sẽ lưu ở cái chỗ cái thư mục của mình. Ở đây web end develop, chọn ở đây. Đặt tên project của mình là cũng biết PD demo là web end develop demo. Rồi create. Sau khi mà bạn bấm create á thì nó sẽ xuất hiện cho mình bằng một cái màn hình. Cái màn hình này là bạn cực kỳ cẩn thận ra. Thật ra mình bàn lao đi một cách không cẩn thận thì mình bàn sẽ có cách để chúng ta chỉnh lại, tuy nhiên mình sẽ mất nhiều thời gian cho mình hơn. Thì anh giới thiệu sơ sơ ở đây thì đầu tiên là mình sẽ phát triển đến net có cái net framework. Nha, thì sau này có thể mình bàn đi làm họ đã phát triển đến net framework thì mình bàn nhớ chọn lấy cho anh là net framework. Còn nếu mình bàn đang phát triển đến net score thì mình bàn để dân thẳng là net core. Tiếp tục nếu mình bàn chọn net framework thì bên này nó sẽ đổi lại thì version. Còn nếu mà bạn chọn net core thì bên đây mà bạn sẽ chọn cái version tương ứng thì cái version mới nhất của net core là 3.1. Mấy bạn ngoài thực tế thì anh quan sát thì anh thấy là một số nơi vẫn đang dùng cái bảng net core 2.2. Cái bảng này chạy khảo của mình. Cái bảng net core 3.1 là không có anh làm demo cho lớp mình á thì anh phát hiện ra có một cái bất mà người ta đã feedback lại cho cái tính phát triển của net core rồi. Và hy vọng họ sẽ thích chấm đó là được đấy á, khi mình bằng dung như bằng 2.2 á mày bằng sửa cả cái mạng Razer nói chung là sửa nói chung là về giao diện mà chính khi mày bằng chỉ lưu lại và ra ngoài cái chuyện bằng một cách nắm nâng cấp lại ngay. Nhưng bây giờ chưa đến cái bảng 3.1 này khi anh làm á thì anh bị gặp một tình huống là anh chỉ còn sửa cái dù sửa cái thẻ chưa hạng 2 hạng 3 thôi, anh buộc phải rerun lại chạy lại thì nó mà apply qua cho con thật nắm thì nó cũng hiểu cũng ăn thì từ theo bài này thì mình cứ chọn đến cái nét có 3.1 con có thể là mùi nào đỏ hoặc là chỉ sửa thực hành thì bạn có thể tạo lại cái bảng thấp hơn 2.2 thì tùy mình thế thì lưu ý cho anh là từ 2.2 trở lên con cái bảng 6 thì hạ cũ rồi khi mà bạn cài vô nhé. Nhưng mà hình như hàng upgrade từ từ lên dâng lên nhé thì bạn cài có là hàng có tất cả các cái version hàng đấy mà ok, cái đó thì để anh tính sau. Rồi tiếp tục bên này, dưới này là cho mấy bạn tùy chỉnh một cái empty là nó chỉ tạo ra một cái project cho mấy bạn mà chứa những cái file gọi là cơ bản nhất thôi, còn chưa có design pattern, chưa có gì trong này cả, và từ đó bắt đầu mấy bạn sẽ đắp dần vào. Thì trong một hai buổi mình học ở đấy thì mình sẽ làm cái empty này. Sau này mình bạn thiết kế web API thì mình bạn sẽ sử dụng qua cái API này. Mình sẽ có một vài bài học về cái này để cách chúng ta thiết kế. Tiếp theo nếu mình bạn dùng web application thì mình bạn chọn đây. Và nếu mà web application theo cái design pattern MVC thì mình bạn chọn cái này. Bạn đang học Angular thì mình bạn có thể chọn ở đây. React thì chọn ở đây. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có những cái tùy chọn này. Bên này chúng ta có cái authentication và chúng ta có bật cái Docker lên hay không và có thể config https hay không thì cái này mình bằng mình mặc định rồi. Cái đó chúng ta sẽ có cái mùi để nói chuyện với cái này sau. Đầu tiên chúng ta chọn empty, anh nhắc lại có thể mình bằng đọc zip thì họ sẽ tạo cho bằng cái này luôn, là vào cái là nó có sẵn mọi thứ, nó biếu sẵn MVC nó chưa vào. Rồi sau đó mình bằng sẽ học dân ra lý do vì sao có file này, lý do vì sao có file khác. Thì anh sẽ hướng dẫn với bạn theo cái kiểu hơi ngược lại chút xíu. Anh sẽ đi từ cái trống rỗng là theo cái cách giải thích của anh, theo cách của anh là từ nghèo mà trở lên giàu là dễ hơn, mà từ mình đi giàu mà tụt xuống lại nghèo là gặp nhiều khó khăn. Cho nên là đây là giống như mình qua đây là như giàu mọi thứ là sẵn sàng cho mình rồi, mình chỉ đọc tiếp mà nguồn vào là mình xây dựng thôi. Còn ở đây là có nghĩa là mình chưa có thiệt, bắt đầu mình sẽ đắp dân lên. Cách này anh nghĩ là mình bạn sẽ
sẽ nắm được cái kiến trúc của IPG và tất cả các ý nghĩa của các cái file liên quan đến này. Rồi, thì bằng dấu chấm là empty nha. Sau bấm create. Rồi, thì đây là cái giao diện của một cái web application. Theo cái là empty là chưa có gì, là có nghĩa là chưa đặt những cái button nào cho cậu, và chỉ có một vài máy bạn kết vào cái cửa sổ phụ solution explorer để bạn sẽ quan sát, và nó sẽ có cái kiến trúc cơ bản như này thôi. Đây sẽ có cái dependency, sẽ có cái property, sẽ có cái accepting JSON, sẽ có program và có startup. Đấy, thì như bao lần sẽ sản xuất, chúng ta luôn luôn có một cái file, một class đặc biệt, class đó có tên là program. Đấy, nhưng mà bạn học ở cái phần trước á, thì mà bạn thấy là chúng ta khi chúng ta nêu ra một cái project thì chúng ta luôn luôn có một cái file program. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng file một. Cái file program này anh nhắc lại là mọi thứ là hẳn sẽ bắt đầu từ đây. Đây chính là cánh cổng để bắt đầu đi vào chương trình của mình. Chúng ta quan sát đây. Thì trong program này á, đấy, thì mà bạn cũng sẽ thấy chúng ta sẽ có comment. Đấy, tương tự như là chúng ta học văn dân số thì nó cũng sẽ có comment. Đấy, trong comment này thì khẳng định họ có view thêm một cái ham là create host builder. Create host builder phía dưới. Và mình sẽ dùng cái sẽ gọi qua cái ham create host builder này. Trong ham này nó có một cái rank rate có tên là view startup. Đấy, và nó gọi đến class startup. Đấy, thì nó đi vào comment, nó gọi cái ham create host builder. Trong create host builder thì mấy bạn sẽ gọi qua ham cái class startup. Đấy, trong này trong startup này nó chia cho mấy bạn thành hai cái nhóm chính. Một cái nhóm là config service và một nhóm là configure. Hai cái này thì hai cái này là hai khi vào comment thì nó sẽ dùng hai cái phương thức này để định nghĩa, để xác định mấy bạn phải làm cái gì trong này. Thì ví dụ ở trong này mấy bạn đọc sớ đây là mấy bạn sẽ hiểu cái phương thức này sẽ được gọi lúc chạy, lúc run time, có nghĩa là lúc chạy á. Và cái phương thức này cũng sẽ được gọi khi chạy luôn. Và phương thức này thì dùng để cấu hình cái request pipeline. Ở trong này chúng ta có hai khái niệm là pipeline và middleware. Pipeline đây chúng ta có thể dịch có một số nơi họ dịch là đường ống. Thì mấy bạn có thể cái request tới thì giống như tạo ra một cái lưu ống vậy, nó đi vào một đường ống, một cái trang web bên thì có thể có hàng trăm hàng ngàn request cùng một lúc, và một cái nó sẽ tạo ra một cái đường ống riêng để xử lý trong đó. Và vào trong này thì mình có cái middleware là mình tạm dịch là cả cái người ta thì anh chưa thấy ai dịch cái tiếng middleware ra là tiếng Việt làm gì, nhưng mà mình sẽ tạm dịch giống như cái cả cái bước sóng chuyển ở giữa vậy, là từ luân chuyển nhau ở giữa tiếp qua cái phẩm như thế. Thì ở trong này mình bằng cấu hình pipeline ở trong này. Thì MVC mình bằng muốn sử dụng được nó không thì mình bằng phải setting ở trong này thì nó mới về mới chạy được. Còn đến nay thì mấy bạn sẽ cấu hình cái DI rồi các kiểu này, dependency injection, cấu hình một vài cái thông tin về cái dịch vụ của mình trong này, thì mấy bạn sẽ cấu hình ở bên trong cái thân trong này. Đấy rồi, như vậy là chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa program và startup về chi tiết của cái configuration service và configure này, mấy bạn có thể đọc thêm thông tin. Hoặc là khi mà bạn cả cái bài sau chúng ta gặp là cái chỗ này chúng ta sẽ trao đổi tiếp. Chúng ta sẽ có một cái trong này nữa là NV của Việt Nam của chữ environment này thì nó cho chúng ta biết được là chúng ta cái solution của mình đang làm việc ở trong một môi trường nào. Thì cái môi trường này nó quy định ở đâu? Cái môi trường này nó quy định ở trong cái file vào chỗ
event property mà bạn sẽ có cái file launch setting này, cái của đấy. Thì ở trong này nó sẽ cho chúng ta biết được là chúng ta đang có một cái đây là một cái file JSON. Trong file JSON này có một cái thuộc tính là profile. Trong profile này mà bạn sẽ thấy có environment variable. Trong này người ta có quy ước là environment next for environment for environment và nó đang set cho mình chế độ là deployment. Thì sau này các bạn đi làm thì bạn sẽ biết là để mà xây dựng một cái sản phẩm mà cụ thể là một web ấy, thì thường thường họ sẽ bắt ra một qua là môi trường nhau. Cái môi trường mà deployment là môi trường dành cho lập trình viên. Môi trường đó là chúng ta đang cập tiền vào nguồn và sai sót và có một cái vấn đề đó là cái chuyện có thể chấp nhận được. Đấy, sau đó chúng ta sẽ nâng lên cái môi trường ví dụ giống như là QA. Môi trường QA là sau khi các cái bạn dev mà việc tắt deployment ấy, bạn làm xong dev làm xong rồi test sơ qua bằng unit test và một vài cái kiểu test khác thì người ta sẽ deploy lên một cái môi trường tiếp theo có tên là QA. Trong cái môi trường QA đó thì các cái bạn tester sẽ vào cái môi trường đó để test. Bạn nào vào cái test sẽ tìm ra cái lỗi. Nếu mà giả sử có lỗi thì tạo cạc hoặc làm cách gì đó để bảo lại cho những cái đối dev á, là cái chức năng là chưa được để cho bằng dev bằng fix lại. Nếu mọi thứ đã xong xuôi thì có một vài nơi nó chắc á, thì nó tạo thêm một cái môi trường trung gian là môi trường tagging. Cái môi trường là giống như nói chung là thằng tiềm cần về là cái môi trường sản phẩm luôn, nó vào đó test thêm một lần nữa, còn không thì nó sẽ mệt vào cái production là sản phẩm, là cái bảng mà người ta sẽ chạy chính thức ấy. Đó thì có nghĩa là chúng ta sẽ đi qua từng bước như vậy. Chúng ta sẽ có cái môi trường deployment là môi trường mà cho các web developer người ta phát triển đó, xong rồi mệt thì chúng ta vào cái nhánh hoặc cái môi trường QA, và hôm đó thì các cái tester sẽ vào đó làm việc, và nếu mà có bất thì tạo cạc lại để cho cái ở dưới cái nhánh dev người ta làm tiếp, và khi nào mà QA nó kiểm tra hết lỗi rồi á thì hôm nào sẽ chuyển lên các cái môi trường phía trên nữa, như là UI UAT hay là tagging hay, và cái môi trường cuối cùng là cái môi trường sản phẩm là production, là người dùng sẽ vào đó. Thì cái chữ môi trường gì nó nằm ở đây rồi. Thì ở đây nếu mà giả sử trong môi trường đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái developer exception phase này, còn nếu nó có ngoài lề thì nó ra đây. Trong đây có một cái khái niệm nữa là routing. Là routing này là nó sẽ khác cái gì được, thì có nghĩa là cái đường ống nó đi vào thăm main, nó vào cái chỗ startup này, và chúng ta có cái pipeline ở đây là dầm dịch nó đường ống, thì trong này nó đi như thế nào, nguyên quy tắc đi ra sao, giống như bạn đi ra cái đường vậy. Thì chúng ta ví dụ ở Việt Nam chúng ta phải đi bên phải, gặp đèn đỏ thì dừng lại, nhưng mà một vài nước châu Âu ví dụ như Anh thì ra đường là phải đi bên trái, đi cùng đi thùng chiều là phải đi bên trái, vâng vâng như thế. Thì đây là nó sẽ cái routing, đây là cho các cái bằng các định nghĩa các gì được ở trong này là sao. Rồi thì với cái việc này là bằng trên ngoài đây là bằng sẽ có một bằng đang dừng lại thì bạn sẽ được đặt đặt cái bức ở đây để cùng các thầy quan sát trong này nó nhảy ra làm sao. Đấy. Vào trong program này mà bạn sẽ thấy nó hoạt động, có sẵn các hoạt động nó một chút xíu. Đây là chính là một cái căng năng lượng. Có cái phần này là máy ai hiểu cái laptop thì bóc lô nhập điện nó đang lên vì nó rất là nhiều thứ trong này. Hai mấy bạn sẽ thấy là nó sẽ vào main, main xong vào startup thì chúng ta sẽ nó sẽ vào trong chỗ environment này. Phần này thì mấy cái file cấu hình này mấy bạn cần nắm. Chẳng phân tiếp theo thì mình sẽ đây, mấy bạn sẽ thấy nó sẽ vào environment và chúng ta quan sát cái hàm environment chấm develop này xem có thử nó đang là chữ cái gì đây. Environment đây, chúng ta sẽ có cái environment name và hiện tại nó đang là deployment. À, là môi trường và đang phát triển, và cái deployment này là quy định nó nằm trên cái chỗ cái file
là anh sẽ tin nhắn 5 đồng. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thấy nó đi vào cái sử dụng cấu tính và chuẩn đây. Thì lúc này nó sẽ hiển thị cái cấu là Hello World lên trên màn hình đó. Thì cái cơ chế đó là gì? Cái pipeline đó là gì? Mấy bạn giống như cái đường ống mà chúng ta có hai đầu thông nhau. Một cái đầu là những request vào, sau trong quá trình request và xử lý nó sẽ trả ra một response trở về cho bên ngoài. Thì giống như web browser này, các bạn đây cũng là ví dụ ta bỏ xong đây. Và web browser là tất cả các tính hiệu web nữa, như Python hay là Chrome hay là Safari nhân vân, thì ở đây là web. Rồi chúng ta có thể thảo viên có cả cái middleware như thế này, có cả cái middleware như thế này, hai một hai là qua đây là cái cơ chế của hãng lấy bao nhiêu thẻ tính từ những cái cơ là request qua hôm nay bây giờ đây có hãng cái đầu web thì mình xong nó đi ra tất cả cái request có nên là cho có nghĩa là đi bao nhiêu cái đầu web đấy xử lý xong làm gì đó và về cái kết quả đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là response nào liên quan vào cái con cá này nó cái ông đi lên trên một cái này là Airbus lên trên một cái này là những cái mà chạy đi xong thì mà bạn sẽ thấy là đấy nó sẽ hiển thị chữ Airbus lên trong hình cho mình nhớ bạn đó. Như vậy là cái cơ chế của hãng thay quay đi thì dùng cái là nó sẽ thổi một cái request vào đó, mình nhận đây là mình sẽ đẩy một cái request vào cái request trong này nó sẽ hiện biểu cái cấu ra trên màn hình cho mình và nó trả ra các hạn cái tần số. Bên tần số là mấy bạn cái màn hình trắng đen đó thì nó mấy bạn nhập cái đó enter rồi nó trả ra lại nó thì nó là chính là cái input output của bạn. Thì còn ở đấy bên này thì input output của bạn là từ web browser vào trong này xử lý xong trả được kết quả ra lại qua web browser. À, cho nên là cái cơ chế pipeline về middleware đó là còn tham dự như thế qua cái endpoint hay cái routing này á, cho quy định cho mình là con đường đi vào. Chỉ là mình học qua MVC làm cả cái MVC thì là bạn sẽ thấy là cơ chế trong này nó như thế nào. Rồi đây nó ra chỉ hello world ở đấy, có những mấy bạn muốn sửa lại chứ mấy bạn không có thể thay thế câu này thành cả cái khác. À, thì cái đây là có một cái middleware ở đây như vậy. Đó, nó làm đây. Ở đây nó sẽ OT đây, bằng thể là đó là HTTP response nó trả về. Và kết quả trả về chúng ta lúc này. Rồi, nó làm được có trả ở đây như thế. Hoặc là cấu trúc trên đó. À, ở trong này chúng ta sẽ có bây giờ chúng ta sẽ đặt dữ liệu vào. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái mục tài nguyên thì chúng ta stop nha. Mấy bạn sẽ bổ sung vào đây cho anh một cái file. Chúng ta có cái app ok rồi, mấy bạn sẽ bổ sung cho anh vào một cái file đặc biệt ở trong này folder add một cái folder và mấy bạn đặt tên là vkf group. Thì những cái tài nguyên ví dụ giống như stack mà bạn cái folder này thì bạn đặt tên xong nó có cái biểu tượng khá đặc biệt đó là vkf group, nhớ đặt tên như vậy mà bạn đồ qua cái tên khác thì nó sẽ không hoạt động. Thì trong này này sau này ví dụ giống như cả cái tài nguyên ví dụ hành này hành đâu cả kiểu mà bạn có đây cả cái thư viện như là về giấy ác về bút trắng hay nói cách khác là về nói chung là về giấy ác hay là sheet ác thì bạn cũng thả vào trong này luôn đấy. Thì trong này ví dụ mình sẽ bỏ vào đây một cái ảnh mày bằng nằm cái đến sống thì sau này cái việc bạn tạo theo thì mô hình MVC thì mà hiểu bài nó khác những sản phẩm lên nên có sẵn à. Rồi thì mình sẽ add vào đây một cái thư mục và tặng đến cho nó là image ảnh vào đây và có nghĩa là mình sẽ tăng dần dữ liệu luôn. Rồi trong cái thư mục này thì anh sẽ đi kiểm ảnh bỏ vào đây, ví dụ như anh sẽ thấy ảnh bên này anh bỏ vô. Chúng ta sẽ kiểm ảnh chúng ta bỏ vô
rồi ví dụ anh lấy hai quả này anh bỏ vô, rồi thì mày bạn được copy xong cái quay với dạng á, rồi đi copy vào đó đó trong mày bạn bấm paste vào đây, là mày bạn dạng nó thường có thể có ở đây, có rename cả nên là thành rồi. Như vậy là chúng ta copy ảnh ở đâu đó ô tưởng của mình đó, và chúng ta kết quả chúng ta bấm cái phần V chúng ta dạng ảnh vào đây. Rồi khi chúng ta sẽ để chúng ta truy cập được cái thứ mục ảnh này á, thì chúng ta sẽ quan sát xem chúng ta truy cập được ảnh như thế nào đây. Chúng ta vừa làm mà chúng ta vừa đắp dân thì project của mình lên trong đền sau này chúng ta giao tiếp luôn, cho nên chúng ta chọn qua cảnh máy bạn có thể chọn ảnh gì đó trong cái máy người bạn hoặc báo về. Chúng ta đi bật nha. Mày bạn này nó một lần chạy là nó cũng sẽ vào cái mục thăm main, trong main lúc đầu nó sẽ gọi qua startup. Qua startup nó trong này là có cơ chế pipeline về middleware trong này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ truy xuất tới cái mục image. Rồi chúng ta duyệt cái cái mục gì đây? Ví dụ như là employee.png. Đấy, thì nó bảo là không tìm thấy. Không tìm thấy thì ở trong này á, để mày bằng truy xuất tới cái mục ảnh có các kiểu mất trực tiếp á, thì mày bằng phải setting ở đấy cho một cái gọi là đây là app chấm use static file. Những cái file mà mày bằng, những cái file mày bằng bỏ như vậy gọi là những cái setting. Cái file này muốn nói mục kiệt nó nằm như thế, và những cái pattern này mà bạn đã có và mà bạn truy cập được cái pattern này thì mà bạn phải cấu hình và tập tích cho nó là cái chữ app này là việc tập application builder cho phép sử dụng các cái pattern. Rồi chúng ta quan sát lại. Sau này khi mà bạn làm bằng gọi là bằng yêu cơ đó, mà tao sẵn thì mày bằng lại hiểu được ý nghĩa bên sau đó là có những cái setting như thế này. Chạy lại nó lâu cái kinh khủng. À, chạy lại nữa đó. Cái bằng đấy có ba đi mày bằng sửa trong chỗ của sinh sản á, đấy thì mày bằng phải cần bây giờ nó hiện lên thì sau này mày bằng sẽ hiểu lý do vì sao á. Khi mày bằng tạo một cái mô hình MVC có theo kiểu bước rồi đấy có sẵn á, thì họ lại có những cái dòng như thế này và thì thông qua những cái demo nhỏ nhỏ này thì mày bằng sẽ hiểu ý nghĩa của cái từng cái setting một trong chỗ cái thang config này. Và thì nếu mày bằng muốn truy cập một cái như này, thì mày bạn buộc phải sử dụng static file. Ví dụ giả sử như sau này mày bạn muốn đọc các cái file ở trong này nữa, thì mày bạn phải sử dụng cái cấu hình là app.use static file, thì lúc đó mày bạn mới xem được ảnh. Hay là mày bạn sẽ chuyển qua cái load image. Đi bắt non avatar. Đấy, thế mày bạn có thể xem được những ảnh mà mày bạn truy cập được cái phải như thế này. Đó là nó sẽ tra ra lên việc của bạn thấy cái cấu hình mà ở đấy mày bạn thiết lập là sử dụng static file hỏi tạo kiểu như thế. Nên ngoài cái static này thì sẽ có một cái khác. Rồi, đó là một cái
nữa, nó liên quan đến cái mà mình đang sử dụng ở đây. Rồi bây giờ tiếp theo là mày bàn muốn sử dụng tiếp cái mô hình MVC thế này à, thì mày bàn sẽ có những cái setting sau. Đầu tiên ở trong chỗ cái thằng configuration service này, mày bàn sẽ viết cho anh đây cái chúng ta ném vào đây một cái điểm có tên service, thì mày bàn gọi là service chấm SMBC SMBC. Chúng ta phải bổ sung cái dòng này vào, nếu chúng ta không bỏ cái dòng này thì nó sẽ không chạy, cho nên chúng ta thử à, rồi tiếp theo dưới này thì bên dưới cái này mẹ bằng cái tháp mà chấm là sử dụng MVC và mẹ bằng tròn trong cái chế độ này là sử dụng MVC với default router. Thì cái này thì anh sẽ giải thích cho mẹ bằng có hai chế độ. Một là mẹ bằng từ thiết lập cái định tuyến cái đó, hai là mẹ bằng sẽ chọn cái định tuyến mặc định. Thì cái định tuyến mặc định mẹ bằng xem đây, hay là mày bằng vì mày bằng cái phân setting cái routing thì dưới buổi sau anh sẽ giải thích cho bạn. Tuy nhiên trước mắt anh sẽ bạn chọn cho anh cái chế độ làm này, cái trong cái chế độ này sử dụng MVC với default row này á, có nghĩa là cái bộ định tuyến của nó mặc định. Tí nữa mày bằng sẽ hiểu lý do tại vì sao á anh buộc phải tạo những cái controller hay là những cái model hay những cái view file như vậy, không những tính thẳng của nó như vậy là mày bằng sẽ có sẵn lúc này. Ở trong kỳ này mà bạn sẽ thấy là chúng ta có cái đây mà bạn sẽ kết vào đây, mà bạn sẽ quan sát đây thế nào này, cái chúng ta sử dụng MVC với default row này thì hẳn sẽ có này, thêm cái MVC vào bên trong cái network builder, cái request nó hẳn sẽ trong cái pipeline cái đơn dần của mình á sẽ có cái row có tên là đi cái đường là có tên là default. Ví dụ giống như cái báo cáo là đường là có đường người địa phương hay đường Hà Nội hay đường Lê Lợi, mình đặt cái thằng tên thì cái tên của thằng á sẽ là tên là default hoặc định, và cái quy tắc cái template của nó sẽ là theo cái cơ chế như này là controller á là mặc định là home, action á mặc định là index, và parameter của request á là mặc định là id, và có cái dấu chấm hỏi đây á thì có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Cái trong kiểu dữ liệu của mình mà có nghĩa là cho phép đúng lắm, nói nôm na là như vậy. Optional có nghĩa là có cái dấu chấm cái nào mà bạn có cái thuộc tính hay là một cái giá trị hay là một cái biến mà bạn đặt cái hạng dấu chấm hỏi bên cạnh thì có nghĩa là optional, tùy khi cung cấp cái hạng. Cái này giống như cái quý ước đặt tên đường của mình vậy đây, ví dụ giống như là quận huyện, xong đến là ví dụ hoặc là phương xã, xong đến tên đường, xong đến địa chỉ nhà như thế. Đây anh ví dụ như thế thôi, là nó sẽ có một cái quy tắc chỉ đường như thế, có nghĩa là ở bên ngoài là thằng cái tham số ngoài cùng ấy là 6 cái domain ấy. Tí nữa mày vào thấy là 6 ở đây là cái phần domain và hosting của mình, xong đến xuyệt tiếp theo đây là controller, xong xuyệt tiếp theo là action, và cái xuyệt tiếp theo nữa sẽ là parameter của request, và parameter thì có thể là mặc định. Đó, thì hiện tại chúng ta đang sử dụng cái cơ chế default này. Đó, thì mình bằng quan sát ở trong này để mình bằng biết được tại vì sao tí nữa anh buộc phải tạo một controller có tên là home. Nếu anh tạo controller không phải home thì nó chạy mình nó chạy chứ được. Và sau này mình bằng sẽ có những cách rất tức tâm nó. Ví dụ mình không muốn mình đặt cái controller của mình tên là home mặc định mà mình đặt tên là A, B, C gì đó thì mình sửa đâu. Và thì những cái phần sau mình bằng sẽ rõ. Còn ở đây mình bằng sử dụng cho anh cái mặc định như thế. Rồi. Thì khi mà bạn sử dụng như vậy xong thì mà bạn sẽ quan sát ở đây là chúng ta đây mình có một cái warrant là cái gì đây à, mình sẽ default config là rồi, và mày bạn phải để cái này thì bạn sẽ MVC option chấm enable and control tên bằng con rồi như vậy là đấy là để mà làm như vậy thì MVC gì đây nó bắt mình làm gì đây MVC option MVC option này nó không có tiền nào đó và chúng ta sử dụng cái network MVC, chúng ta sử dụng cái này trong MVC option chúng ta chọn cái gì đấy
enable endpoint routing, nên là một cái enable endpoint routing được không này, chúng ta thực hiện không này, option đó. Endpoint routing và bằng endpoint. À, như vậy là họ sẽ cảnh báo như này. Nghĩa là khi chúng ta có cảnh báo là chúng ta sẽ vì cái thằng bạn net có 2.2 đâu vì trước đó tin thẳng cần phải xác tin này nhé các bạn. 3.1, 3.0, 3.1 cái hạn phải thiết lập cái đồ là enable endpoint routing nó còn cái cái gì đây này. Bật cái endpoint routing như này là mình có nghĩa để cho quả chạy hoặc là tí nữa mình có thể là xóa cái cặp này luôn được, đúng sao? Rồi như vậy là mình sẽ thiết lập xong, mình cấu hình xong để chạy cái MVC nhé bạn. Rồi thì tiếp tục hôm nào mình sẽ tạo thì cái mô hình MVC là nó sẽ như sau. Đây là chúng ta sẽ có một mẫu bài, cùng là web browser vì web browser chúng ta sẽ có phần folder. Trong một phần folder này nó sẽ tương tác với model, rồi cũng tương tác với view. Thì thằng model và view cũng có tương tác với nhau. Đó, và là thằng này là đi qua như đây, chỗ này là request tất cả các web browser mà phải bằng trên web đó, phải bằng cái request. Thì hãy đi qua trên folder, thằng controller sẽ tạo ra cái model hoặc là view. Ví dụ hãy đi qua model qua từ từ model qua hãy đi qua cái đó như thế này. Đó. Cần tích hợp cái tài liệu như thế này, hai cái chỗ các máy để lên tương tác ba phiếu và ba phiếu, ví dụ chúng ta đi file phiếu chẳng hạn, từ bên có đây cần có lần một cái phòng phiếu lộn qua và hai tạm và hai phòng phiếu như này. Đấy, như vậy là chúng ta có cái bộ phần hành trí mà theo kiểu màu như vậy. Và sau khi mà đi cùng với chúng ta gọi là về cái kiểu tốc của MVC ra thì là nào trở về các kiểu như thế, có nghĩa là web browser controller sẽ điều phát hiện thì là có đồ có việc. Rồi là có đồ thì tôi đã cần cái dữ liệu để đăng ký dữ liệu đấy ra. Rồi còn có chúng ta phải bảo sử dụng cái món đồ biếu cho cái tiếng này, phải bảo sử dụng qua cái món đồ biếu này để vẽ dữ liệu đây. Trong thực dụng controller sẽ có cái hai anh em để tạo cái quan về lên bước cái như thế. Rồi thì trong này mình bạn sẽ tích phải ở đây thử ghế thứ một ngày bạn tạo cho anh một cái folder tên là controller. Đó, tên đầy đủ của nó là controller. Rồi, trong controller này mẹ bạn kích phải mà bạn tạo cho anh một cái class rồi mẹ bạn đặt tên cho anh là home controller. Đó, chứ hôm nay lý do tại vì sao anh phải chọn là lúc là anh đã giải thích cho bạn là vì chúng ta đang sử dụng cái gọi là default routing, cho nên mình không có default routing nữa. MVC default routing có tên là home thì hẳn sẽ làm như vậy. Và trong cái mô hình MVC và cách đặt quy ở đặt tên file trong này thì bạn lưu ý là lúc để đặt cái controller thì bạn đặt tên file của nó rõ ràng luôn là home controller, nhưng mà khi chạy khi duyệt á thì hẳn loại chữ controller ra, có sử dụng trong cái tên duyệt của hàng gì lấy chữ home thôi. À, cho nên là mấy bạn đặt đấy cho anh là home controller nhá. Rồi chúng ta add vào. Này như vậy là chúng ta tạo controller nữa. Và như vậy là chúng ta có cái home controller. Thì tiếp theo là action, đây là controller xong đến action. Action như lúc này mấy bạn thấy là chúng ta có là cái index đúng không? Trong này chúng ta thấy là cái index. Đây, đây là controller chúng ta là home và action là index. Thì trong này người bạn sẽ public tạo về kiểu string chẳng hạn và một cái phương thức có tên là index. Chúng ta trả lời ba anh sẽ return ra cái chuỗi là hello C01 phải không? Dạ thì đấy là phương thức tạo về đây mà bạn nhớ là chúng ta học cái phương trước của tân số là chúng ta có tên class, trong tên class thì chúng ta sẽ
bổ sung các cái phương thức báo lúc này. Mà trong này cái tên index này mà bạn nhớ là lý do chúng ta đặt vào đấy là do trong cái cầu vi chúng ta đang sử dụng MVC default. Trong cái MVC default này thì nó sử dụng MVC với default đâu, có nghĩa là đơn giản mặc định, có nghĩa là tất cả các con đường mặc định nó đi vô trong đó. Ví dụ như đấy, nhưng đâu vi máy tính máy bạn biết rồi, cái chi chúng ta cái chi cái hàng cái cách để hàng cái nào, thì giả sử máy bạn chứa có custom từ dưới thì máy bạn chỉ chọn cái mặc định, có nghĩa là cứ mặc định ta đi vào main, trong main vào startup, trong startup thì có cái quy tắc chỉ đưa mặc định là từ nếu mà giả sử để demo thì demo vân vân lần hôm và thực hiện cái action là index. À bây giờ chúng ta thử xem, chúng ta sẽ đi bắt ở đấy, chúng ta sẽ đi bắt ở đây xem thử nào có vào đấy không. Rất là nhiều từ một vấn đề là từ một lần như thế này thì chúng ta phải chạy lại. Thì đấy là lý do tại vì sao chúng ta là gọi là mặc định này. Mặc định có nghĩa là chúng ta chỉ ra bằng được, không chỉ ra cái từ hiệu. À, ví dụ như là cái mặc ý nghĩa của mặc định là như thế. Này, mấy bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện lên cái câu này. Bên này là cái phía sau trầm ghê. Đây là bạn thấy nó mặc định nó đi vào cái chỗ cần rất là hôn, đúng không? Và nó thực hiện cái phương thức là index, rồi nó sẽ return về cho mình cái chuỗi là hello sẽ có 120. Và thì vì sao nó lại đi như thế này mà không phải đi như thế khác? À là lý do vừa rồi anh vừa giải thích cho bạn là tại vì mấy bạn đã sử dụng cái view MVC with default routing, có nghĩa là việc mặc định, có nghĩa là nếu giả sử nếu nó không có biết, nếu nó có nhiều hơn một con đường và con đường mặc định của nó là đi vào thành đường đấy, cho nên đó là lý do tại vì sao controller anh phải đặt là home và phương thức anh đặt tên là index. Nếu mày trong tình huống này mày bằng không tạo controller tên là home mà mày bảo bằng tạo controller tên một cái tên kiểu cả A B C D gì đó thì chắc chắn là nó sẽ lạc được, nó cái khác là hẳn biết đi đường nào cả. Và trong nếu giả sử mày bằng là tạo controller là home rồi và trong này mày bằng không có tạo một cái phương thức nào có tên là index cả thì chắc chắn hẳn sẽ tiếp tới với nhau mỗi lúc không biết từ gì nào là tới thì đây như vậy rồi. Hả? À? Đấy thì anh đã nói đó, những cái phát lái đấy đấy từ cơ chế đường ống thì đây anh nói là cái cơ chế lần đầu là học sẽ vô program nha, trong program một cái tí hàm main không hiểu như nào cái này rồi trong hàm main thì họ sẽ gọi tới cái hàm create hosting builder là có nghĩa là build cái host lên. Trong create hosting builder là cái hàm này biết như này, không hiểu chưa, cái hàm này biết như này. Trong cái hàm này thì hẳn sẽ để nó tạo tạo cái host builder là hẳn sẽ sử dụng một cái file startup có tên là class startup này. Trong startup đây là cái file này ở đây, trong cái file này mà để mà nói chung là để mà sử dụng MVC thì mày bảo phải có hai bước thiết lập. Cái bước thiết lập thứ nhất là service, là cái service collection này mày bảo phải chấm add MVC để sử dụng MVC. Và cơ chế thứ hai bên dưới công kích này là vâng và định hướng cái pipeline cho hắn, cái đơn giản đơn công ty của hắn, hắn sẽ vô đây và nó thấy chúng ta có setting là sử dụng MVC with default row, thì row này là có nghĩa là à hắn sẽ giống như kiểu là à, để tới thăm một Huế thì đầu tiên mà đi từ những ngõ phía bắc là phải đi vào cái phòng này chẳng hạn, thì vào đây nó sẽ sử dụng cái này và trong cái default này thì hắn là có được quy định ở đấy, nên khi mình sử dụng cái này là hắn là có quy định hoặc là đi vào phải là tìm tới controller đầu tiên ấy có thể là home, trong cái controller nữa đi tới action đầu tiên có thể là index, giống như mình đi vào một cái khu nghỉ dưỡng ra một khu vực có khách sạn thì mặc định mình luôn luôn tìm tới cái phòng kính và đi vào gặp người ta, có thể đi vào khách sạn để có hàng chục cũng được, ví dụ mình mang tới Vinpearl của ở bên này đúng không, thì khi nào mà bạn muốn đi vào phòng kính chắc chắn là bạn đi vào phòng kính là sẽ có các anh nhân viên bảo vệ hoặc security chặn lại đúng không, và mời anh đi vào phòng kính. Thì cái chỗ này là giống như cái controller nên là tên là hôm nay là cái cổng chính đi vào. Và đi vào cổng chính thì bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn, có thể nói là bạn đi vào VDC, bạn đi vào gì đó, nhưng mà để phục vụ thì bạn phải tới section tăng lệ tâm để làm việc, thì ở đây là nó quyết định cái đơn chứng đơn vị mặc định của mình như thế đó. Hoặc là ví dụ khác tới nhà mình có thể nhà mình đang rong là bạn có 3-4 cửa thì cắt để đi vô nhà, nhưng mà lúc nào cũng phải vào cổng chính
và hỏi hàng các kiểu thì cái mối quan hệ giữa các cái club ở đây là như vậy. À, thì đầu tiên là sẽ chắc chắn đưa ra một cái vào cái club đặc biệt, cái program trong club này có một phương thức đặc biệt để làm lên. Nó vào đây, vào đây thì nó gọi có create content builder thì nó sẽ sử dụng cái file startup. Người bên club startup này thì có hai cái để mình bạn quan tâm, đó là config service dịch vụ và config. Thì do trong config này bạn sử dụng MVC nè with default này, cho nên nó mà đi theo con đường đó. Được chưa? Là hiểu mối quan hệ giữa các cái class nhóm đó. Cho nên là nếu có giả sử ăn thông tin thứ tư này mà anh tạo ra một cái solution theo môn MVC sẵn luôn, và tất cả các cái này nó bỏ sẵn cho bạn hết rồi, thì mình làm sẽ lớn nữa biển tại vì sao nó có ở đó, sổ có được hay không. Thế như là thế, mấy bạn làm đi xong đi là tí nữa, chúng ta phải bằng MVC cho mấy bạn thấy. Cho mấy bạn thấy là từ đâu mấy cái link có sẵn đó. Và từ đó mấy bạn sẽ không hiểu được là vì sao người ta lại sử dụng những thứ này. Và xóa đi còn được cái cấp, xóa đi thì anh dùng lại cái không nào. Nhưng mà giờ qua đây thì anh hy vọng là bạn sẽ hiểu được cái lưu ý của hướng dẫn con tất cả các request nó tới và nó đi vào đây. Và trong này người ta gọi là cái bộ kết hợp là giữa pháp lái là quy tắc tư mẫu và middleware là cả cái đường lưu chuyển ở giữa hợp. Thì là chúng ta sẽ đi vào là quy luật là MVC và chúng ta sẽ đi vào cái controller là home, và trong home này chúng ta sẽ thực hiện cái hello world là cái chữ này rồi. Thì nếu mà chúng ta chỉ sử dụng như này á thì hẳn đáng chỉ là trả về chúng ta phải là như các bình thường thôi. Thì ở trong này chúng ta sẽ có một cái class mà tất cả các cái controller đều kế thừa đó, để chúng ta sử dụng MVC hoặc là MVC core thì chúng ta kế thừa từ cái lớp là controller, để chúng ta có nhiều sự lựa chọn tạo ra hơn với view hơn. Nhưng mà đây chúng ta đang tạo ra kiểu string, giả sử chúng ta tạo ra kiểu JSON, chúng ta tạo ra một cái form, chúng ta tạo ra một cái giao diện, thì chúng ta phải làm gì? Thì ở trong này người ta đã định nghĩa sẵn cái controller class. Đây, mày bằng kế đơn thằng này. Đây, thì mày bằng view xin nó vào. Sử dụng MVC ở đây. Chúng ta được cài thì mình sẽ cài MVC luôn. Cài MVC bao giờ mới làm được? Hoặc là chúng ta sẽ hôm nay chúng ta lấy cái MVC như này, Microsoft Office Net có MVC như này. Hả? Không. Cái mô sản là chưa dùng tới. À, như controller nó còn có mà. Hả? Xem có thể thằng có trẻ cái không nữa. Như có trẻ nha mấy bạn. À, có trẻ nha mấy bạn. Mấy bạn sử dụng MVC là cái đến tầng này. Cũng có thể nhé. Controller này là cái class này có thể cho chúng ta dùng sinh vào trong chúng ta. Hy vọng là phải ăn một đợt đây xong. Thank you.
vào. Không thì bấy đâu không còn có thì bấy bấy nó mình đặt đấy thẳng nó thì cân cân lơ thôi. Xem đây. Cân lơ đâu hả? Thì ra như vậy thôi. Nó hơi chậm cân cân lơ cho mấy. Và chúng ta là trong cái chỗ là xin một cái nét có em xin. Hôm nay ta bị sao mà mình đổi. Controller bên cái app nữa. Cái gì controller nó kiểu bị sai chúng ta. Đó thì controller nó kiểu bị sai. Không có kiểu app. Controller thì phần mất đúng không? Nó sai đó. Chắc là mình trông lên em sẽ phải đi hả? Quay đăng anh bị đầu đấy. Chắc là mình trông lên em sẽ phải đi đăng anh. Ok, mình trông lên em. Trông cái tên của em sẽ phải bằng thêm cái chữ đến đây chữ khác. Đây, thêm mày bằng cái quá xả. Quá xả đến đây chúng ta sẽ thấy được là trong này là sẽ có này nó kể thưa thưa rất nhiều. Đây, cho nên trong này mày bằng ngoài cái việc trả giá bởi Quýnh thì bạn sẽ có trả ra bởi giấy xin nguyên dấu này. Mà bạn sẽ trả ra bằng view nguyên dấu này. Đúng vậy. Hay là view component nguyên dấu. Hay là chúng ta có view back ở đây. Có tempo data ở đây và chúng ta có view data ở đây. Đó thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba cái thằng này có tác dụng gì. Đây sau người ta gọi là view yếu. Và chúng ta sẽ có strongly tied view là view mạnh. Hai cái này khác nhau gì đây. Rồi thì để mà cho ông tao về cái đồng tác của cái này á thì chúng ta sẽ tạo tiếp cái thư mục, tạo tiếp một cái thư mục có tên là model. Cái file đấy chúng ta sẽ chọn là chắc có lẽ đây cái chữ cái controller đấy mình chịu chữ add này, cái thư mục mình phải có chữ add này. Nào mày bạn đồ cho anh cái thư mục đấy là có chữ add nhé. Cho nên là lúc này cái nên space là phải có chữ S thôi, mình đặt tên đây bị trung là nên controller là không phải có chữ S. Mình nhớ là cũng như có chữ S như vậy. Đó đúng rồi, có chữ S. Rồi, như vậy là trong này chúng ta đặt lại cho anh nhớ lúc là khi xưa là mình đặt cái folder thì có chữ S nha. Tiếp tục chúng ta kết file, chúng ta chọn từ là cái một cái là cái model cùng thêm chữ S vào cho chắc. Thế à, mà chúng ta sẽ có cái model chữ S vào. Rồi thì chúng ta sẽ tạo một cái model có tên là ví dụ như S có đây một cái class. Mà chúng ta đặt cái model chúng ta có tên là employee. Đặt cái model có tên là model có tên là employee. Trong này thì mấy bạn sẽ cho anh được qua thực hiện kiểu như là kiểu số nguyên ID rồi string string name rồi ví dụ mình có thích có cái email rồi chúng ta có một cái là ví dụ như string department là cái bộ môn và chúng ta cần thêm một tham số nữa là ví dụ string avatar là cái đường dẫn thì avatar vậy là cái trong cái module này chúng ta cần một cái đối tượng như thế. Rồi thì chưa học tới cái phần cơ sở dữ liệu ấy, cho nên mình sẽ tạm thời mình sẽ dùng một cái list để mình tổ chức. Thì cái phần này mấy bạn sẽ hiểu dần về sau. Tuy nhiên ở đây mấy bạn tạo ra một class ở bên interface này. Class tạo ra một cái gọi class cho nên đổ vào thành interface xong được, hoặc là chọn đây. Interface mà mấy bạn sẽ đặt tên cho anh là
Employ the rest food is boring. Chúng ta đang có đâu rồi lúc à trong mình là cái đó mình chết rồi này có đâu để có tình yêu mình chết đó nhưng mà trong đang có đâu nên mình phải tạo ra một cái có sẵn để mình làm thế đó mình phải tạo ra một cái employ the repository làm một cái điều làm thẳng là một chúng ta quay đây bạn. Rồi, mình đã từ này vào thì mình sẽ thiết kế trong đây một cái phương thức có tên là trong interface này bạn thiết kế cho anh một phương thức có tên là tạo về một cái là list được mà enumerable được enumerable tạo về một cái danh sách các employee và phương thức mình là guest. Như vậy là ý nó mình vô là những cái collection mà được được mày anh mình học á thì anh còn phải là tất cả các cái collection đều kể từ từ cái thằng ý nó mình vô thì mày bằng công thức dùng ý nó mình vô thì bạn có thể thấy là đây là bằng list cũng chẳng sao cũng được mày bằng công thức dùng list thì mày bằng dùng cái lập giá cái lập cấp cao của list là hai list cũng ok rồi nha. Nhưng mà đây là anh chỉ anh sẽ dùng cái cơ bản cơ sở nhất của nó. Đây mình còn có cả này. Mình qua cái list này anh nhắc lại cái này thì cả phần trưởng có thể mình bằng là quên à, thì trong cái này tất cả mọi thứ đều có kế thừa từ cái interface là enumerable cả. Cho nên nếu mình bằng chung cái lập trá của nó thì tất cả các lập con nó theo cái kiểu là chuyển kiểu năm lần nó sẽ tự hiểu hết. Nên là sau này mình bằng sau này bằng cứ chuyển qua kiểu gì thì tuy mình lên đồng nhưng mà anh thường thường anh sẽ chọn đấy là enumerable. À, có nghĩa là anh phải chọn cái kiểu dữ liệu của lập giá còn sau đấy tuy lập có mày bằng dùng list hay là dùng các kiểu khác có kế thừa hẳn ấy thì đều làm được hết rồi. Sau đó mày bằng sẽ tạo trong cái này một class thứ hai thì có một số nơi cái class này họ đặt tên là mock. Mock là có nghĩa là kế thừa cái lập chúng ta phải để định nghĩa không đó bắt đưa dữ liệu vào đó thì cũng được tôi mày bằng tuy nhiên anh thì anh ít cái đặt kiểu mock đó. Sau này mày bằng mơ này thì móc vào một số nơi họ sẽ đặt là móc employee repository đó một số nơi họ đặt kiểu móc đó anh thì anh không thích là anh thì anh để cho đỉnh kêu phức anh dùng kiểu móc mà anh dùng kiểu employee repository có nghĩa là hai cái lớp phải khác nhau thằng là lập giá là cái employee repository còn một thằng mà kể thưa mà để implement từ interface nó ra thì mình sẽ dùng là bỏ chữ nó đi qua hẳn là class chứ không phải là interface được chưa apple đó tuy mình bằng nhé bằng có thể là đặt tên chữ mock hay đặt tên chữ gì cũng được tuy mình thế nhưng ở đây thì anh phải đặt như vậy để sau này trong thống nhất với nhau là như vậy chúng ta nhìn vô đây là hai thằng đi tương tự đi theo cặp hai thằng đi theo một cặp với nhau à, và như cái tính chất của interface là bằng nữa rồi là interface là chỉ tạo ra cái thể hiện thôi cái prototype thôi còn mình phải dùng một cái lớp khác để implement ha. Đây thì cái lớp này là mình sẽ kể thừa từ I employee repository. Đồng ý chưa? Phải kể thừa từ nó và chúng ta sẽ định nghĩa lên cái implement nó lên trong này. Đó là phương thức get nó tạo về trong này. Thì vì do đấy chúng ta chưa tới cái phần kết nối các dữ liệu cho nên anh sẽ dùng một cái thuộc tính ở trong này để chúng ta làm việc. Ta sẽ tạo ra một cái private list một cái employee anh đặt tên là employee của chị em rồi trong cái hàm thời gian của nó public đó thì đấy là lý do tại vì sao những cái kiến thức của được mình sẽ dùng lại trong này hết nha. Anh sẽ tạo một loạt các cái employee là bằng new một cái list employee. Rồi. Đây là giả sử như là cơ sở dữ liệu quá anh bằng cách nào đó sẽ lại lên nếu mà cái đoàn nổi cơ sở dữ liệu của mình không tạo thì mình lại dùng tính tạo tưởng trong này là mình sẽ đây là mình sẽ níu cái yếu có ý rồi ID anh sẽ đánh cho là bằng 1 phải nên anh sẽ đánh là bằng trung
nguyên. Rồi. Rồi Trúc Nguyễn. Rồi department anh tạm thời đặt IT. Bộ phần IT. Email anh sẽ đặt là trung.nguyen@gmail.com. Rồi tiếp theo là đơn dựng ảnh ấy, thì anh sẽ tạm thời đặt theo kiểu là anh sẽ lấy cái đơn dựng cụ thể đây. Đơn dựng ảnh anh sẽ lấy cái đơn dựng cụ thể đây là xuyên ngả xuyên. Cái này là cái đơn để ngả xuyên đây là tờ cái thân vóc và ý máy xuyên nấn các tá chấm png đó thì mấy bạn kiểm ảnh như là gõ trong là cho hình dung. À, như vậy là anh sẽ đây chúng ta lên mạng được nhé. Anh tạo ra một cái đối tượng anh sẽ bỏ trong cái list này và tí nữa mình thêm sửa sổ thì mình sẽ thêm sửa sổ qua lại đó. À, thích thì tạo thêm một người thứ hai nữa đi cho nó bỏ nhìn hơn một người đó lên xuống rồi và anh có thể tạo đây thành là giống như con bộ phần giống như hạt rơ làm toán và giả bà ta là hiện tại cho toàn làm việc đó là mình sẽ tính sau. Như vậy là mình sẽ có hai người và trong đây mình chỉ việc đơn giản là quy tân về cái explore. À, như vậy là mình sẽ trả về cho mình thì nhắc lại cái năm nay là chưa có chi mới này hết, còn lại chung là những kiến thức cũ của hôm trước mình học về control là mình đã làm cái collection này cả nhiều rồi. À, là mình sẽ tạo ra một cái thuộc tính có tên là employee. Thì cái thuộc tính employee này là một danh sách các cái employee. Là trong cái này thì trong cái hàm khởi dựng có nghĩa là khi mình điều thể hiện cái thằng này ra một cái là mình sẽ tạo ra có hai cái thằng mặc định thằng này. Sau này thì mình sẽ học kết nối các sở dữ liệu để mình cũng có dùng mặc định để mà đọc trong các sở dữ liệu lên. Nên là hiện tại mình dùng thằng mặc định này. Rồi sau đó mình để mình viết cái phương thức get and return về này. Thì mày bạn thấy này. Đấy, cái thằng employee này là một cái list đúng không? Nhưng mà mình đang return về một ý một cái iEnumerable nhưng mà nó không có lỗi là lý do thằng iEnumerable này lập chắc còn là thằng list là lập có cho nên là kể thưa âm định có nghĩa là lập có thì là lập chắc à, cho nên đấy là không có lỗi nghe bạn thì người thân thương sau đây mình phải dùng cái iEnumerable này lập chắc để cho cả lập có được bằng chung cả cái thử thách. Anh cũng nhớ rõ là ngoài list này thì cái list chẳng hạn cũng là kể từ iEnumerable. Mấy bạn không đi bên ngoài một cái chuyện đó phải lo đặt đến là cho đúng dữ liệu. Mấy bạn cứ đặt cái iEnumerable như lực cha trong chính thức ấy để đặt iEnumerable. Còn lực con mấy bạn dùng đấy list thì nó hiểu, nó tự hiểu. Mấy bạn dùng link list hay bạn dùng shop list hay làm gì đó nó có kể từ cái iEnumerable đó thì nó hiểu hết. Mấy bạn cần phải là bạn hiểu về cái mệt. Rồi như vậy là cái thằng interface lần này nó sẽ định nghĩa cho mấy bạn một cái phương thức và ngả xuyên nghĩa là để nó tỏ ra cho một góc. Tí nữa mình sẽ cái email này mà bạn hiểu tám năm thì tí nữa mình làm anh sẽ chỉ cho bạn mấy cái nguyên nhân vì sao phải có cái ngả xuyên này. Vì á cái ngả xuyên này là nó sẽ thay cho cái chuyện này tính là đúng bên quá để đi vào vì cái một email của bạn có thể mà bạn đặt rất nhiều nữa trong cái group này bạn có thể bỏ tiêu thử trong đó nữa rất nhiều thứ một con là thì ngàn xuyên làm rồi đây xong rồi đầu hẳn mấy xuyên cái máy xuyên nấu avatar và giống như cái môi ăn nhưng về phát tích vai và cho nên là lý do tại vì sao sau này á mấy bạn hiện lên mà hẳn không hẳn ra được cái ăn á là có thể là do mấy bạn quên setting quên cái config là cái app chấm use phát tích vai đó. Rồi tiếp tục bây giờ mấy bạn sẽ ra đây thì ăn sẽ làm hai cách, một cách là dùng dependent injection và một cách là khống dùng nhá. Thì anh sẽ khống dùng dependent injection ở đây chứa dùng rồi thì đây anh sẽ tạo ra một cái có tên là private I employee 3 4 C 4 3
đặt tên như chẳng hạn là tên hạn như thế này. Đây, nếu trên cái interface nó vào. Đây, mình tạo ra một thẻ hiện từ cái đó. I employee repository và tên biển của mình là tên thể hiện của mình này. Sau đó mình viết tham thời gian của hàng lên. Ok. Và trong cái hàm khởi dựng này á, đây là cách mình không dùng chưa dùng cái representation để bởi sau hàm khởi dựng cho bạn kể dùng như thế nào. Employee repository bằng new employee repository. Hay như mình đã học, như mình đã học thì mình không thể tạo một thể hiện từ lớp interface nha. Mấy bạn nhớ là kiến thức ở phần mình học về interface là mình không thể tạo thể hiện từ interface được. Ví dụ đây mình bạn bỏ cái ý vào đây, cả nó lag lên liền, là mình không thể tạo thể hiện từ một cái interface được. Đó, đó, bạn này không thể tạo một cái interface từ cái abstract class hay là cả cái interface, không thể tạo thể hiện, nhưng mà mình thể tạo được không? Vì như trong cái kế thừa thì thằng I employee repository là lập cha và là thằng employee repository là lập bot, mà mình không thể tạo thể hiện từ lập cha là vì lập cha là một cái interface, cho nên mình chỉ có thể tạo thể hiện từ lập bot. Đấy chứ, thì tại thời điểm này mấy bạn biết thể hiện đấy ạ. Thì trong hôm nay khi mà bạn làm như thế thì hẳn sẽ là rồi. Đó, thì hẳn sẽ gọi tới constructor này. Trong constructor này thì nó sẽ tạo thể hiện của cái list này là có hai thành viên ở đây. Được chưa? Rồi. Đó là cái bản chất của kế thừa là interface, là constructor là chúng ta có như thế. Rồi, và bây giờ anh sẽ sửa cái này lại và thành là view result. Đấy. Thì cái view result này có đâu? Lý do là mình kế thừa từ cái controller này. Đây, vì sao chúng ta có view result là trong kế thừa từ trong cái phân tích, à trong cái class controller này chúng ta thể có view result đây. Thì chúng ta cái view result này nó có đến bốn cái overlock: view không, view theo view name, view theo view name về model hoặc là view theo model. Thì chúng ta sẽ có cơ hội thử cả bốn cách. Được chưa? Rồi chúng ta lưu lại. Mấy bạn muốn đi vào trong để xem, mấy bạn bấm nhanh control F2 ấy. Ví dụ đang đứng đây mà muốn đi vô xem ruột ra cả control F12. À, F12 như F12 thôi, nhưng mà control F12 là F12. Cho nó đi vào trong để xem, còn mấy bạn muốn đi ngược ra lại thì bạn bấm nhanh control và dấu trừ. Đang đứng hôm nay mấy bạn lưu lại, mấy bạn bấm control và dấu trừ. À, đi lưu lại. Được chưa? Rồi, và ở đây mấy bạn thấy view viên giáo, thì ở đây mấy bạn phải đi tấn về cái view. Đi tấn về view. Rồi, thì lúc này như là mấy bạn mới làm 2 trong 3 thành phần. 2 trong 3 thành phần đó là chỉ có là controller và action. Bây giờ phần còn lại chúng ta là view. Thì như thế nào đây? Đúng chưa? Thì tương tự như thế, mấy bạn phải tạo thêm một folder nữa tên là view. Đây, riêng cái thằng view này có một cái đặc biệt này, bạn cần thân ở chỗ này. Đây, bạn toàn cái view này cùng thêm cái action. Trong cái folder view này á, thì bạn lưu ý mỗi controller có thể có hơn một view. Trong mỗi controller có thể có rất nhiều view đó. Cho nên theo kiến trúc MVC trong này á, thì mỗi trong view này mà bạn sẽ tạo ra một thư mục nữa. Và cái thư mục đó thì trùng tên với controller. Ví dụ view mà dành cho thằng home thì mình bàn tạo ra là một tên là home. Add một cái folder nữa có tên là home. Đó. Nha, có nghĩa là anh như này, trong một controller có thể có hơn một view. Cho nên cái kiến trúc của cái thư mục view á, thì bạn lưu ý là nếu cái view là dành cho controller ra thì bạn tổ chức một cái thư mục để lưu trữ cái view của nó nữa. À, cho nên trong này mấy bạn sẽ chọn là home. Rồi, tiếp tục. Trong này mấy bạn kích hoạt đến hôm nay mấy bạn sẽ chọn S và mấy bạn sẽ chọn new item. Rồi, trong cái new item này thì mấy bạn có thể xuất cho anh từ khóa đây là Razer. Hả? Ok. Anh nhắc lại này. Bộ ba MVC là việc tập từ model, view và controller. Đấy nhá. Thì cái thằng model là chỉ ở model đó.
thằng controller sẽ chịu các controller. Còn thằng view thì từ một view thì hơi đặc biệt một chút, là trong một controller có thể có hơn một view. Cho nên trong cái thứ một view này này, nếu mà bạn muốn tổ chức các cái view mà dành riêng cho một controller đó, thì bạn đặt tên một cái folder tương ứng với cái tên controller. Nhá, thì đấy chúng ta có là home controller, thì bạn đặt một cái tên là home. Và tất cả các cái view của thằng home này thì bạn ném vào đâu mà. Ok chưa? Rồi. Để trong trong này thì bạn sẽ tạo một cái file đặt một cái file view, trong này thì bạn add một cái new item. Thì trong này mẹ bạn tìm tới cho anh cái từ khóa là Razer à. Thì ở trong này có một vài loại Razer giống như Razer Face, Razer View, Layout. Thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu hết cái đó này. Và Layout là gì, View Smart là gì, View Import là gì. Chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu. Thì đầu tiên mẹ bạn chọn cho anh một cái Razer View Empty. Mẹ bạn thấy anh kích một phát ở đây mặt mình một cái gì đấy. Thì anh nhắc lại cho bạn một cái cơ chế luôn, là Action nào thì view cái tên tương ứng. Đây, chúng ta có một cái action tên index. Cái action này hẳn thể tứ là action ở trong controller này, nó sẽ ngoài ra cái view vào đó. Thì cái action đó tên gì? Thì cái view tên tương ứng để cho nó tạo ra một cái chiều năng lập tức về cái action đó, nghĩa là ngoài cái request này, trong controller nó cũng ký cái action có tên là index. Sau khi thực hiện cái action index thì nó tạo cái kết quả đó, nó bắt đầu là bằng cái gì? Cái view. Và cái view đó thì đặt tên chung một tên action. Chúng ta có thể đặt tên khác, chúng ta vẫn làm được, nhưng mà thông thường thì chúng ta đặt chung tên action. Nếu chúng ta đặt tên khác thì chúng ta phải khi chúng ta mới tính, chúng ta phải chỉ ra một cái view tên bao con thì các bạn đặt tên chung tên này. Thông thường chúng ta đặt tên chung, còn chúng ta có thể đặt khác nữa, phải không? Thế đây chúng ta đặt tên index. Rồi chúng ta và nó có phân mở rộng là CSS HTML, là việc tăng chữ CSS và HTML. Có nghĩa là mấy bạn có thể bạn viết mã của CSS trộn lẫn với mã của HTML. Giống như trước đây mấy bạn viết mã của JavaScript hoặc là jQuery trộn với mã của HTML vậy. Thì cái Razer này có nghĩa là mấy bạn viết mã của thằng CSS trộn lẫn với mã của thằng HTML. Đấy nhớ bạn, có nghĩa này, thì Razer mà Razer bảo tập trung như vậy bạn ấy. Mà Razer có nghĩa là việc đó để mình bằng từng lần mà mua của chính xác mà cả mình bằng học ở bữa nữa với mà của các tâm lực để mục đích là tồn cao với đó để ra cái view. Rồi bây giờ anh sẽ chọn nhà Apple. Rồi tơ bình tĩnh. Cái này là đây là khi mà cái mặt đền của hắn á, thì để mẹ bạn bắt đầu bởi mã của Razer thì mẹ bạn sẽ bắt đầu với kỹ thuật A cộng. Và có nghĩa là để tắt biệt, để cho cái tên chung biến dịch đó nó phân biệt chỗ nào là tâm lợi, chỗ nào là của CSS, thì cái nhìn cái khối lần mà mẹ bạn đặt trong cái kỹ thuật A cộng đóng một nhau thì nó hiểu đó là mạng CSS. Còn cái năm ngoài á, không phải năm đó thì hẳn là hiểu mạng của tâm lợi. Được chưa? Rồi thì ở đây mẹ bạn sẽ bỏ cái này đi vì thế này nó hoạt động nó. Rồi trong trong này á, bây giờ chúng ta sẽ hiển thị danh sách của các cái nhân viên là ra ngoài màn hình để chơi bằng cách như sau. Đây thì chúng ta sẽ có ba loại, anh sẽ hướng dẫn cho bạn những cái loại sau. Đầu tiên là mẹ bạn sử dụng là view data. View data thì sẽ làm gì? Thì cái view data này nó sử dụng như một cái dictionary. Có nhớ kiến thức của dictionary không nào, hay là tả lại các này rồi? À, có một cái ký và tức là phải học bao nhiêu đó là. Thì ở đây mẹ bạn sẽ ra view data. Thì tại vì sao chúng ta gọi chỉ view data đây đóng lộn, anh nhắc lại là lý do mẹ bạn kể thưa thứ controller. Trong controller này chúng ta sẽ có cái đối tượng là view data và nó là một cái dictionary. Ok chưa? Nó là một dictionary. Rồi thì chúng ta lưu lại trong view data này mẹ bạn dùng một cuồng để mẹ bạn điên cái ký vào đây. Cái ký của anh đây là employee. Đó, ký của anh tên đi nói và anh bằng cái thằng employee repository.get. Được chưa? Còn lại là anh cái chẳng thể cái bài repository như vậy. Như vậy là get, cái phương thức get này là được ra hơn trong lửa này. Đó là, có nghĩa là trong cái thông báo là anh được nhìn phương thức get này.
Rồi thì ngoài này á, mày bằng bộ viện ở trong cái viên đất này á, thì mày bằng sẽ như sau áp phóng để chúng ta trộn lần cái mà của cái thằng một cục nhọn để chúng ta trộn lần cái mà đúng không ạ? Để chúng ta biết được là để gọi là mình nên làm như nào cho nó hay đây. Mình sẽ rồi, ok, mình sẽ tạo một biển và một cái biển employee. Và một cái bằng view data. Đó, và mình đang lưu ý này. Thì cái thằng view data này là cơ chế của hắn là chạy ở gọi là khi nào ở chế độ run time. Có nghĩa là khi chạy này nó mới miễn dịch. Còn khi mình đang chạy ở chế độ view đấy thì hắn cũng biết như đâu gì. Cho nên là bên này mà bạn đặt tên như thế nào á thì bên kia mày bạn phải gõ easily như nữa, mày bạn gõ sai hẳn có lỗi. Nhưng mà chạy hẳn ra. Là khi chạy thì nó có tin có cái thằng ký nào tên là employee này không? Nếu có thì nó bắt đầu làm là nó có thôi là lỗi. Thế nhá. Cho nên là khác nhau giữa chế độ run time và chế độ build là như vậy. Run time là khi chạy thôi, bắt đầu cái đối tượng này mà nó sinh ra. Nó sinh ra cái này nó mới biết được đúng hay sai. Là còn khi mà chế độ build là như vậy, sau khi anh chỉ giải thích cho mày bằng tại vì sao thì biểu hiểu với biểu mạnh nó chỗ đó. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta dạng cái thằng employee name này vào, chúng ta dùng cái key này được không ạ? Hả? Nó mình tự đặt cái key là mình tự đặt nữa, tự đặt đến gì đặt. Nhưng mà khi mình đặt vào đấy thì nhớ bên này là mình phải gọi là cái đúng cái đúng cái tên. Rồi sau đó mày bằng lưu ý cái thằng view này á là hẳn sẽ tạo lên một cái dynamic. Dynamic là kiểu dữ liệu giống kiểu object đã tụ chung vậy, không biết là ai hết. Và mày bằng muốn sử dụng nó được thì mày bằng phải chuyển kiểu. Thì chuyển kiểu có nên bằng trong từ khóa s là chuyển kiểu. Rồi sau đó mày bằng view đây là cái model của mình là employee. Cái model employee này là nó lại nằm ở trong cái đây, namespace là mày bằng phải gọi namespace một nữa. Đây, là hẳn sẽ từ đấy là web development demo chấm bữa nay. Thưa mày bằng. Đây, có nghĩa là mày bằng phải chỉ hẳn là kiểu dynamic hay là kiểu object thì nó là kiểu chung chung. Bây giờ mày bằng phải chỉ cho nó biết được là nó là kiểu gì. Chứ còn nếu mà dynamic nó biết lên đây là thằng dynamic này thì mày bằng s nó về kiểu employee để nó biết được là thằng này đang là kiểu employee. Được chưa? Là mày bằng phải chuyển kiểu ra. Còn nếu mà không thì nó sẽ không biết được là nó là kiểu gì. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng tiếp account for x. Rồi chúng ta vá ra một employee. Yeah, nó vào ra một cái như vậy. Solo. À rồi. Đây là một cái enumerable nhé. Tạo thêm một cái list nữa. Này, vì cái phương thức này nó trả về cho mình một cái list được, cái enumerable là hoặc là một cái list nên mày bằng dùng cho rồi hoặc là một list anh lâu nha, là nó khi nó trả về một list này chẳng phải là về cho mình một đường, cho nên mình phải là list được à, cho nên thì kiểu nó là kiểu cơ sở và trong đó mình sẽ thế này. Bây giờ anh sẽ hiển thị ra kiểu là mỗi thằng á, anh sẽ để trong một group là mình có đâu ở đây này, ở đây là mà razor là có đâu mình chèm thì cố đây là mà của thằng html thì mình sẽ giống như mình tạo ra một cái div
nha, con bút trắng thôi mình dùng thôi mình tính sau, trong cái clip này mình nói mình phải dùng thẻ dùng hạt ba, trong hạt ba này á anh muốn liên vào đây cái dù giống như là tên này thì bắt đầu anh lại nhúng tiếp đây này, đây là dừa cái thằng, đây là dừa cái thằng mà bây giờ thì mình mà có nghĩa là dừa thằng thứ sáu thì là bạn mới bắt đầu ở đây là bạn bắt đầu nhúng tiếp mà thấy quả tao mới lên đúng không, bây giờ mày bằng một bọc tên thì bằng ghi là hạt không có gì chấm à cung nền được chưa, đây hiển thị cung nền ở đây, tiếp tục mấy bạn sẽ bỏ vào đây thì email thì mấy bạn dùng thẻ email và mấy bạn dùng thẻ là src nhà bằng account employee chấm đơn trường ảnh bỏ đơn trường ảnh vào đây, có nghĩa là tên là cái ảnh này đấy nhá. Qua tiếp tục với chị này mình sẽ có cái gì, một thẻ bố và bạn bỏ cái email, như vậy là mình sẽ có là cái tên ảnh là chúng ta sẽ có employee chấm email, và tiếp tục như vậy chúng ta có cái hạt bốn nữa, chúng ta sẽ bỏ vào đây là department rồi, như vậy là chúng ta sẽ để nó vẽ đây nó giống như thì chúng ta mình lặp qua cái danh sách nữa, nên như vậy là tí nữa chúng ta sẽ có hai cái clip khác nhau là hiển thị theo tên ảnh rồi email rồi department không này, rồi bây giờ chúng ta chạy thử xem, đây anh sẽ đi bắt cho mày bàn sẽ quan sát lại nhá, trong phone controller là thì chạy vào đây rồi tiếp tục nó nói sau khi nó chạy cái ham thời dừng ham controller thì sẽ thẳng vào đâu chạy vào đây rồi trên sóng như này chúng ta sẽ thấy nó sẽ đi vào trong chỗ cái là nó sẽ đi vào nó chỗ cái employee repository đúng không? Thì sẽ đi cùng sẽ tiếp tục đi vào controller. Sau rồi bắt đầu mình gọi bút tích get này sẽ xuống như này nó return. Được chưa? Sau khi xong tôi cảm thử thì bắt đầu sẽ tạo ra cái view này, chúng ta chúng ta thử xem này. Thiếu cho đồng loạt vào đây à bỏ đi thì nó cũng có một động vật nó quen tay à rồi anh biết với những cái đám gì làm đây em tí chứ như mày bằng biết là controller là cái thì được chạy đầu tiên trong một class mày nghĩ chưa, chẳng vào trong này là chạy nó nếu có thể hiện cái lượng này ra thì chúng ta quan sát khi nó nếu bắt đầu nó đi vào employee repository được ngoài cái thằng này quá là thằng này thì mày bằng này thì quan sát này thằng employee lần đầu á thằng employee lần đầu là hẳn đang là đúng cái có cái gì cả F10 một phát thì qua đây thì mày bằng quan sát là thằng employee đạt được thằng hai phần tử trong này nha, cái này thì trong cái collection mà bạn đã học ở hôm trước thì bạn có sẵn là học ở đây rồi tiếp tục nó bắt đầu là chuyển qua thằng view, nó trả thằng view ra đúng không, request của mình vô đó và nó xử lý nó trả ra view, view trong này chúng ta sẽ qua được thằng này đây thì nó qua cho nên nó return cái thằng này, nó return cái cặp này, chúng ta tiếp tục đây thì mà bạn thấy nó đã cả ba hai danh sách là trúng và hoặc email hiện tại đang là lỗi thì mình bằng kết quả ở đây chúng ta impress chúng ta xem có thể lý do mình đang là lỗi đấy, thì cái URL chúng ta đi trên đây á thì nếu chúng ta muốn nó cũng lỗi á thì chúng ta phải xóa cái dấu ngàn này đi đó, thì làm thế lên ngàn nhưng mà khi chúng ta dùng dấu ngàn như thế á thì chúng ta sẽ phải sửa một tí xíu, nếu chúng ta bỏ cái dấu ngàn ở trong chỗ ngàn xuyên ở trong chỗ đó thì cái ngàn sẽ lên liền
ăn và có sản phẩm sẽ lấy lên tay cho mình, đúng không? Nhưng mà nếu mình muốn như thế thì ở đây mấy bạn có ba cách sửa. Một là mấy bạn bỏ ngà xương ra đi. Hai là mấy bạn sẽ sử dụng ở đây một cái cục tính có tên của là HTML helper. Mấy bạn đi vào đây sẽ làm sao? Đấy thì anh nên vẫn thích mấy bạn dùng cái HTML helper này hơn. Mấy bạn sẽ xóa cái này đi và mấy bạn ghi cho anh đây là trong HTML. Đây là cái thằng HTML helper nha mấy bạn. Đây là cùng là để chúng ta có là HTML helper này chấm content kia content nha kia xem nào. Chấm contact này không ạ? Mình sẽ làm bên này thì nha, quên mất contact đúng không? Contact mà hoặc ra mà mày bạn đứa vào đây cái tham số của thằng đó employee chấm avatar pass. Ta dùng mình thêm vì a công chúng mà anh đi đấy đang lộn ra sau đó mày bạc cho thêm anh thêm cái quýt bao ví dụ như là có cái size hạn tí cho nó đẹp thì nó là chúng ta cho được khoảng 80 và chiều cao là 90 đúng thế thì con test size đó hôm nay gọi là con test mà anh nghĩ đúng á. Hả? Bạn lên quên bắt URL content. Rồi, sau đó chúng ta chạy lại chúng ta. Bạn có thể anh nhắc lại mấy bạn cũng chung thì cũng rất lớn các phơi nhưng mà bạn có thể sử dụng qua các thằng như lúc này bạn bỏ thì hạ xuyên đi là nó sẽ lên lại chúng ta phải có đi bật ra đi nha. Đây. Thì mấy bạn có thể thấy được là hiển thị thì kết quả ra thì cái phần này nó chỉ khác với phần trước á, là phần trước mấy bạn hiển thị ra cái màn hình đúng không? Mà trước mấy bạn sử dụng cân số đúng không? Là mấy bạn hiển thị ra cái tem là bạn hiển thị hẳn cái gì hết. Là gì đó màn hình cân số chỉ có test thôi. Thì bây giờ mấy bạn sử dụng cùng thêm HTML vào đó được thì mấy bạn có thể hiển thị kết quả mấy bạn theo ra cái view ra cái kết quả ra cái bằng tên Việt đây là nó sẽ tạo về cho mình theo cái như này được chưa? Điều này cái tế mà nhớ như nếu anh mà muốn sửa cái gì đó anh chỉ cần ghi như này thôi, biết cái thằng như cái cũng quan ở đây lên cũng biết có được không. Thì đây anh sẽ ghi là ví dụ giống như name 2 chấm, đây sẽ là email 2 chấm, thằng này là department 200 rồi phần năm là nó thường thắng không nè không
cái thằng đấy có ba bằng ba này hẳn biết vì sao mà không thường thường chỗ khác mình bánh thì thường mình đang thái là mình chỉ cần sửa mà rồi giờ thôi là mình đắp cái nó ăn hết đấy là mình buộc phải chạy lại nó mới áp lại này thì anh bỏ đi tìm hiểu rồi nên nói là đây là một cái bất mà họ sẽ ra phích xong những cái bằng đấy còn không thì bạn có thể khi mà bạn cai mà bạn đọc 2.2 hoặc 2.1 thì hiện nay nào cũng được mô đá thì lúc này nghĩ tao có giá lúc này đâu nó không có cái tùn cho đó thì up right lên đảo thế bổ sung có thế đây ở đây bây giờ chúng ta sẽ có là name email department name email department dạ nào như vậy là cái cách hiển thị của mình theo cái phương tiện mình học là tên mình tên số còn đấy là mình sẽ hiển thị đến cái tên dục web nha nào thì request vào đây mà mày bằng thầy này anh con một vấn đề là trước khi chúng ta kết thúc tạm một phần này đó là cái default hay thì ở đây để mày bằng gọn này chuyện không mà đi vào controller chuyện index là đi vào action đúng không enter thì nó vẫn ra như thế nhưng mà giả sử mày bằng gọn đi được qua vào nha thì mày bằng kiểm tra sẽ lời ngay nó bảo là cái trang này không tìm thấy vì mình có action ở đó mình chưa có action trong controller hoặc là mày bằng đấy là index mà mày bằng gọn đấy phải hôm mày bằng gọn là web không đúng chưa thì nó cũng sẽ lỗi lý do là nó không tìm thấy cái controller tên là home action web không này thì có nghĩa là cái sử dụng default role có nghĩa là như thế nghĩa là nếu mà bằng khai ra thì tốt bằng khai thì mặc định là bằng đăng ký không được đó nè như vậy là bắt buộc ở đây chúng ta phải dùng vốn và index đó cái parameter đó nếu mà bằng có thì chuyển tiếp ví dụ đến tên số 5 số 4 số 5 thì cái này ngày mai mình sẽ học để cái phần editor chẳng hạn thì cái số 4 này là bằng enter đấy là nó bằng lên hoặc là bằng lên bình thường cho mình và thế đó là lý do là vì sao mình phải có cái sử dụng default ngày mai thì mình sẽ học gì từ đó tính thì mình sẽ tương tự là rồi như vậy là sẽ tóm tắt cho buổi học năm nay này mày bạn sẽ nắm được cách để tạo ra một cái solution empty trong cái solution empty nữa thì cái mục đích của anh là để cho mày bạn hiểu ý nghĩa của từng cái setting một cho nên là như một cái chương trình của cái thằng net hay là thằng C# thì luôn luôn nó sẽ có một cái file class đặc biệt có thể là program trong class này có một phương thức main và trong phương thức main này nó làm thêm cái gì đó là cái đường đi vào của nó đây trong phương thức main này nó sử dụng cái file startup này thì bên ngoài bên trong startup này là có hai phần một phần là config service và một phần là config nha trong phần config service này mấy bạn sẽ cho phép mấy bạn thiết lập cả cái sau này mấy bạn dependency một cái service mấy bạn thiết lập đây còn gì này là bạn để cấu hình là pipeline và middleware ở trong này thì cái pipeline hay middleware là nó nằm ở đây đó nó quy ước cho mình cái cách để chúng ta thực thi thì hiện tại là mình đang sử dụng cái mặt hình của nó nha tiếp theo là bạn tìm hiểu về mô hình MVC trong MVC thì nó sẽ có cho chúng ta là ba cái thứ mục đích đó là controller model và view nha thì vì do mình đang sử dụng cái default cho nên mình phải tạo một cái controller có thể là home còn mấy bạn không sử dụng default sau đó bạn có sử dụng cái sau còn sử dụng cái cho mấy bạn từ lên VS thì có thể mấy bạn cứ đặt tên gì đặt welcome hay là ABC gì đó tới mình trong controller này bắt đầu nó sẽ đi vào tiếp tục là có tạo ra các action các cái action này nó sẽ có thể tạo ra rất nhiều loại kiểu khác nhau có thể mấy bạn sẽ tạo ra kiểu string có thể mấy bạn tạo ra kiểu gì đó thì nếu mấy bạn tạo ra kiểu string thì mấy bạn không cần phải kể thư cái thằng controller này làm gì nhưng mà nếu mấy bạn muốn tạo ra nhiều hơn một kiểu cảm thấy thật ra mấy bạn có thể nhận cái string vào đây mấy bạn ra được này nhưng mà bằng kể thơ hôm nay để chúng ta đa dạng cái kiểu cà phê hơn rồi trong này á thì chúng ta khi chúng ta đấy là chúng ta có controller thì khi chúng ta tạo model là cái nơi để trung truyền dữ liệu của mình thì trong model thì anh tách ra có một interface tên là repository và một cái gọi là định nghĩa nó ra rồi tiếp theo là view trong view thì mà bạn lưu ý một controller có thể có hơn nhiều hơn một view cho nên là trong cái view này mà bạn tạo cái mục để chú ý cho anh là
đặt tên một cái thứ mục tương ứng với tên controller. Ví dụ chúng ta có controller tên là home thì chúng ta trong view chúng ta tạo một mục là home, và trong view đó chúng ta đâu bỏ các cái view tương ứng với các cái action bên chỗ controller bên đây. Ví dụ bên đây có action là tên index thì sẽ có một cái view tên là index. Rồi thì mình để lấy dữ liệu ở trong controller nó truyền dữ liệu ra qua chỗ view thì chúng ta có nhiều cách. Thì hiện tại chúng ta đang tìm hiểu dùng view data. Buổi sau chúng ta sẽ tìm hiểu view match hay là tempo data, hoặc là cao cấp hơn nữa chúng ta sẽ sử dụng strongly typed view. Cả cái buổi sau chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Thì cái view data này có đặc thù hẳn là một cái dictionary, là một cái từ điển. Thì cái đặc điểm của từ điển vậy là nặng là tương tự phân collection phía trước, đó là nó cần có một key và một value. Thì cái key của anh đặt đến đây chính là employee, và value của nó chính là một cái danh sách các employee. Rồi một khái niệm mà mấy bạn sẽ học trong bài này đó là razor code. Razor code có nghĩa là nó sẽ là sự kết hợp giữa mã Tumblr và mã của khách sạn. Thì để mấy bạn biết mã razor lên trên mã của Tumblr thì mấy bạn sử dụng cú pháp là bắt đầu bởi ký tự a cộng. Nếu một dòng thôi, nếu chỉ có một dòng thôi thì mấy bạn biết thế này. Như thế là nó chỉ có một dòng thôi. Còn nếu có hơn một dòng hay là khác có hơn một dòng lớn thì mấy bạn a công đóng bằng một nhau và biết như trong lần đó vào trong này. Cái thang view data là cái thang kiểu dữ liệu dynamic. Kiểu dữ liệu dynamic có nghĩa là phóng cái chế độ view á, thì nó chưa hiểu nó là kiểu dữ liệu, nó chưa xác định được gì. Cho nên đây buộc mấy bạn phải dùng cái từ khóa S này để mà bạn chuyển kiểu nó về thành một kiểu cụ thể thì lúc nó mới dùng được. Và cái thang view data nó chạy ở chế độ runtime, có nghĩa là khi máy bàn thực thi nó chạy ra giao diện này thì nó mới biết lỗi không nổi. Cho nên nếu mà giả sử đấy anh sẽ xóa bằng cái chữ S, nó không hề bỏ lỗi gì cả. Máy bàn chạy nó, máy bàn view nó không có như bỏ lỗi, trong này nó không bỏ lỗi. Tuy nhiên khi chạy tiếp theo nó mới sai. Ngay ở trong chế độ view là nó không bỏ lỗi. Nhưng mà khi chạy tiếp theo nó mới sai, là nó tìm thấy cái ký này. Đấy, cho nên nó sau này các bài sau khi đọc đủ các cái loại view rồi á thì anh sẽ có một cái summary cho mọi bạn là mình tại vì sao mình lại nên dùng strongly typed view mà không nên dùng hạn chế chứ không phải là không nên vì hạn chế dùng view data hay là view back hay là tempo data đó, mà chúng ta nên dùng cái strongly typed view. Rồi và thì cách để chúng ta những tồn lần giữa mà của sĩ sạc và mà của hạng tên lơ bắt đầu ở kỳ tự ác học nhé. Và thì a công trong chúng ta dùng con ít rồi chúng ta biết qua đây là khi rồi và trong này có một cái là dùng URL content. Thì nếu mà bạn không để mà hiển thị cái phần lên, còn nếu mà bạn không thích dùng thì URL content thì mày bạn sửa trong chỗ cái thằng này mày bạn đổi lại đừng có cái ngã xuyên đây nữa như vậy thôi. Và thì cái bài này là mày bạn thấy là nó có khá nhiều kiến thức của chúng ta lúc này. Thì mấy bạn có thể nghe lại cái này xong rồi luyện tập thì dần dần thì mấy bạn sẽ hiểu cái kiến thức này ra. Rồi chúng ta sẽ tạm thời dừng bài này ngày hôm nay, và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bài này để chúng ta tiếp tục nha.